y bác sĩ khoác chiếc áo blue trắng, tình nguyện viên tất bật chống dịch hay chiếc xe cứu thương, tất cả được chị Trần Thị Thanh Hương, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tái hiện lại bằng giấy theo kỹ thuật Kami, rất sinh động và có hồn. Đây như món quà tinh thần chị thương tri ân đến lực lượng tuyến đầu nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Mình cảm thấy là mình muốn làm cái gì đó nó dễ thương, cũng như là một cái lời cổ vũ để cho tất cả cái tinh thần chống dịch của mình, giống như là thực hiện 5K thì mình làm những cái chi bi bác sĩ, trong đó có những cái áo màu trắng, những cái áo màu xanh, đeo khẩu trang với lại những cái chai sát khuẩn. Thì khi mình đưa lên những hình ảnh đó thì mọi người share những cái hình ảnh đó rất là nhiều, nó giống như một cái lời cổ vũ và động viên tinh thần các y bác sĩ ở tuyến đầu của mình, cũng như là giúp mọi người, nhắc nhở mọi người là phải thực hiện phòng chống 5K một cách tích cực và tốt nhất. Khi mà làm xong thì mình cũng thật sự là mình cảm thấy cũng có nhiều cái cảm xúc về cái sản phẩm của mình, và mình thầm cảm ơn những cái y bác sĩ, những cái bạn y tá, những cái bạn đã giúp cho cái phòng chống dịch vừa rồi rất là thành công. Và nếu như trong đợt dịch vừa rồi mà không có những cái y bác sĩ mà họ tận tụy như vậy thì có lẽ là cái khâu chống dịch của mình nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và nó sẽ còn kéo dài rất là nhiều, chứ không phải là được như bây giờ. Rồi ngoài ra thì có những cái món quà tri ân gửi đến những cái y bác sĩ đã, họ đã dùng hết cái thời gian của mình, dùng hết cái sức lực của mình để trong cái công tác phòng chống dịch, và mình cảm thấy là đó là một cái món quà rất là ý nghĩa để dành cho những cái y bác sĩ như vậy, và mình cảm thấy rất là xúc động. Tình cờ biết đến loại hình xếp giấy Kami 4 năm trước, được một người bạn tặng con búp bê giấy có hình thù rất dễ thương, được xếp bằng loại giấy lược sống trông rất lạ, bị thu hút bởi hình thù và cách gấp giấy. Chị Thương quyết định các công việc nhân viên văn phòng để tìm tòi và sáng tạo với bộ môn này. Thời gian ban đầu gặp nhiều khó khăn vì không có tư liệu nghiên cứu bộ môn gấp giấy nghệ thuật này. Các loại giấy không có ở Việt Nam, phải nhập toàn bộ từ Đài Loan, Trung Quốc. Sau nhiều đêm thức tự nghiên cứu và thực hành, chị đã tạo ra quy luật riêng của mình. Họ rất là thích, đa số rất là thích, các y bác sĩ rất là thích và họ cảm thấy bất ngờ với những cái món quà đó. Tại vì thực sự mà nói thì những cái món quà xếp giấy như vậy nó rất là độc và lạ, và nhất là nó mang cái dấu ấn cá nhân của họ rất là nhiều. Và ngoài ra thì họ cảm thấy giống như là được ghi nhận một cái điều gì đó trong cái công tác phòng chống dịch của họ trong cái năm vừa rồi, cũng như là tới hiện tại đã có một cái bác sĩ đã tới nhà mình và mình đã tận tay trao tặng cái món quà đó cho bác. Thì bác là một người chuyên làm về từ thiện, hầu như là khám và chữa bệnh từ thiện rất là nhiều, và cái điều đó mình cảm ơn bác rất là nhiều, và mình đã tự tay làm cái món quà đó để tặng cho bác. Và xúc động hơn nữa là bác đã đến thăm tại đây luôn, và mình đã trao tặng món quà ngay tại nhà của mình, và đó là cái kỷ niệm mà mình sẽ khó quên nhất trong cái đợt vừa rồi. Thì mình vẫn làm những cái mẫu chi bi về bác sĩ, và để cũng là những một cách để mà mình cảm ơn, gửi những cái món quà tinh thần đến những cái vị y bác sĩ mà đã có, không phải chỉ có công chống dịch không, mà trong tất cả những cái khâu khác, giống như là để cứu và chữa những cái bệnh nhân khác nữa chứ không phải là phòng chống dịch. Và hầu như năm nào 27 tháng 2 thì đồ chơi giấy Kami cũng có rất là nhiều những cái khách hàng họ đặt những cái chi bác sĩ để mà tặng cho những cái bác sĩ mà họ muốn tri ân. Một y bác sĩ, một GP á, bác sĩ thì mình làm mất khoảng từ 3-4 tiếng, có thể là lâu hơn, tùy vào cái mức độ khó dễ. Ví dụ như có những bác sĩ như tóc đi, ví dụ như tóc thẳng thì mình sẽ làm đơn giản hơn là tóc quăn chẳng hạn, thì nó chỉ khó về những cái mảng về phần trang trí về cái mặt thôi. Còn ở dưới thì đa số là những cái áo loose thì nó sẽ giống nhau. Đó thì một GP mình làm khoảng từ 3-4 tiếng. Ngoài ra thì mình sẽ làm thêm những cái nguyên phụ liệu ở trên người của bác sĩ như là tai nghe, thì tất cả đều là làm từ giấy hết, cho nên là nó cũng đòi hỏi khá công phu và tỉ mỉ. Mỗi nhân vật chị Thương tạo ra đều có thần thái riêng và luôn toát lên được nét lạc quan, vui vẻ. Đến nay, chị Thương đã gấp được hơn 300 sản phẩm với nhiều nhân vật ngộ nghĩnh, từ con gà, xe máy, xe đạp cho đến bộ sưu tập cầu thủ trong đội tuyển bóng đá Việt Nam từng gây bão trên mạng xã hội. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.